Cùng với việc tích cực tìm kiếm những người còn mất tích thì một việc khác cũng không kém phần quan trọng trong lúc này, đó là ổn định cuộc sống của người dân ở vùng lũ. Bởi sau cơn lũ kinh hoàng đã khiến nhà cửa cũng như tài sản và lương thực thực phẩm của người dân bị cuốn trôi, thì cuộc sống thường nhật vốn dĩ đã khó khăn, thì nay người dân vùng cao Mù Cang Chải lại đang đối mặt với cảnh thiếu đói, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Bà Giang Thị Rùa đang cố nhặt nhạnh những hạt gạo ít ỏi còn sót lại chưa bị lũ cuốn trôi. Thế nhưng gạo ngâm trong bùn nước 2 ngày đã hư hỏng và bốc mùi. Ở tuổi 90 nhưng chưa bao giờ bà chứng kiến trận lũ lớn đến vậy. Gạo trong nhà còn có 10 kg, mà giờ bị hỏng hết, tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Tôi sắp chết đói rồi. Nhà tôi cao thế này mà lũ còn vươn tới. Thật khủng khiếp. Lũ đi đến đâu, tài sản, lợn gà, trâu bò trôi theo đến đó. Người dân ở tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải chỉ kịp chạy lên núi thoát nạn. Toàn bộ gạo tích trữ trong nhà đều bị trôi theo dòng lũ. Vụ mùa thì vừa mới gieo cấy, số gạo trong nhà thì chẳng còn lại là bao. Vậy mà đã bị nước lũ cuốn trôi và làm hư hỏng như thế này. Nhiều người dân ở Mù Cang Chải không biết sẽ sống sao trong những ngày tới. Trong hoàn cảnh khó khăn này, những túng ngô dù đã nhuốm bùn nhưng lại là nguồn thực phẩm quan trọng giúp những người dân nơi đây cầm cự qua ngày. Có mấy túng ngô này thôi để rửa ra lợn gà thôi, còn bây giờ thì không chẳng còn gì cả. Còn tài sản thì cuốn trôi hết rồi. Thống kê của tỉnh Yên Bái, lũ quét và sạt lở đất đã vùi lấp 45 hectare lúa, 141 công trình thủy lợi, tưới tiêu bị hư hỏng. Bước đầu, chính quyền địa phương đã hỗ trợ những gia đình có người chết, bị thương và bị sập đổ 2 tấn gạo cùng số tiền 1,4 tỷ đồng. Những nhà có lương thực bị cuốn trôi được hỗ trợ khẩn cấp 15 kg gạo. Tuy nhiên, do đường xá bị bùn và đất đá vùi lấp, nên việc tiếp cận để hỗ trợ người dân tại khu vực bị ảnh hưởng hết sức khó khăn. Trong 50 nhà bị sập hoàn toàn và chúng tôi còn có một số những cái ngôi nhà mà người ta hiện nay là vẫn còn nhà. Thế nhưng mà một số đồ đạc bị trôi gọi là thiệt hại nhẹ thì để mà vơi bớt khó khăn trong cái lúc giai đoạn này thì chúng tôi cũng vẫn hỗ trợ cho các cái hộ gia đình đó là một tháng để gạo trong cái thời điểm hiện nay. Thế thì để cho đảm bảo cho các cái hộ gia đình là vơi bớt khó khăn và tiếp tục là thu dọn nhà cửa để ổn định cuộc sống. Tinh thần của chúng tôi vẫn là bốn tại chỗ, thì mặc dù là bị chia cắt liên hệ giữa các cái thôn bản với lại các xã với nhau. Tuy nhiên thì tại mỗi một địa bàn thì hiện nay là chia cắt là về mặt phương tiện giao thông cơ giới thì chúng ta không tiếp cận được, nhưng mà vẫn tiếp cận được bằng đi bộ để vận chuyển lương thực rồi là tổ chức ứng cứu rồi phương tiện các cái đồ dùng thiết yếu cũng như là thuốc men cho bà con để đảm bảo ổn định cuộc sống của bà con. Trong ngày hôm nay, nhiều đoàn cứu trợ có mặt tại Mù Cang Chải để hỗ trợ tiền, gạo và thùng quà cho người dân. Với sự chung tay của đồng bào, hơi ấm đã dần lan tỏa trên những nếp nhà ở vùng cao Mù Cang Chải.